Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã có nhiều biện pháp tuyên truyền, tăng cường ra quân và thành lập các đoàn liên ngành, tuy nhiên việc tự giác nộp thuế của các cá nhân hộ gia đình tại các làng nghề vẫn khó khăn và gây thất thu lớn cho ngành thuế tại thị xã Mỹ Hào. Hiện làng Mộc Mỹ Nghệ, xã Hòa Phong có trên 1.500 hộ sản xuất, chiếm trên 54% số hộ dân trong xã. Tuy nhiên, từ khi áp dụng Nghị định 139 và Thông tư 302 năm 2017, những hộ cá thể phát sinh thuế môn bài sẽ phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân nếu doanh thu trên 100 triệu đồng một năm. Hai năm qua, toàn xã chỉ có hơn 10 hộ thuộc diện doanh thu hơn 100 triệu đồng nộp thuế. Nhưng nhiều hộ thì ngay cả lệ phí môn bài thu một lần trong năm cũng không nộp, thậm chí không nghĩ là mình phải nộp. Bên mình thì mở cơ sở này được khoảng 5 năm, chủ yếu là sản xuất mua về làm công thợ, cho nên là cũng chưa không phải nộp thuế, chủ yếu là bán cho mấy anh em quanh ở đây ấy, cho nên không cần phải hóa đơn. Mình đây mình lao động tự do thì mình nghĩ là cũng không phải nộp. Cái điểm có rất là khó khăn mà đến giờ chúng tôi không thực hiện được, đó là các cái hộ cá thể cũng như các cái lao động nghề mộc ở địa phương là sản xuất cái đồ mỹ nghệ, chủ yếu là làm thuê cho các cái doanh nghiệp bên Đông Giao. Hai nữa là cái một số cái cơ sở sản xuất đồ mộc dân dụng thì nguyên liệu chủ yếu là lấy ở các cái doanh nghiệp gỗ như là bên Nưng Điền. Do đó cái việc triển khai thu thuế cũng rất là khó khăn vì nguyên liệu đã mua thì đã chịu thuế rồi. Điều này cũng xảy ra tương tự tại hai làng nghề Tương Bần, phường Bần Yên Nhân và làng nghề tái chế nhựa Phan Bôi, phường Dị Sử. Hiện cả phường Bần Yên Nhân có 30 hộ buôn bán sản xuất tương bần, tuy nhiên chưa có một hộ nào đóng thuế. Làng nghề tái chế nhựa Phan Bôi có khoảng 10 hộ quản lý nộp thuế trên tổng số hơn 100 hộ sản xuất, đặc biệt các hộ đều lấy lý do là đi làm thuê cho các chủ cơ sở hoặc mua lại các sản phẩm về bán, chứ không phải là người trực tiếp sản xuất ra các sản phẩm. Bên cạnh đó, doanh thu thực tế của các hộ sản xuất kê khai đều khá thấp. Điều này khiến cơ quan thuế gặp khó khăn trong việc quản lý các hộ cá thể nộp các loại thuế như lệ phí môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế bảo vệ môi trường. Vướng mắc khó khăn thứ nhất của chúng tôi là cái việc hộ kinh doanh là những hộ mà chuyên đục thuê cho làng Đông Giao bên cạnh. Mà Đông Giao thì lại thuộc về thành phố Hải Dương. Thế một bên thì đã quản lý, một bên thì lại không quản lý. Hoặc như là cái làng nghề đối với ở làng Đan vừa rồi là cũng có liên ngành của thị xã Mỹ Hào về kiểm tra về việc hoạt động môi trường cũng như việc quản lý thuế đối với những cái hộ kinh doanh này. Cái vướng mắc là ở chỗ họ chỉ là mua bán phế liệu, thế trên là cái việc quản lý cũng là khó khăn. Việc nhiều hộ cá thể không đăng ký kinh doanh, mua bán hàng hóa không hóa đơn hoặc khai báo doanh thu hàng năm thấp hơn nhiều so với thực tế đã khiến cơ quan quản lý thuế gặp nhiều khó khăn trong việc rà soát các đối tượng thuộc diện quản lý thuế. Đồng thời, đây cũng là lý do gây thất thu hàng tỷ đồng mỗi năm tiền thuế tại các làng nghề trên địa bàn thị xã Mỹ Hào.